Mà tiếng cúc nha anh em, tiếng cúc ăn họ với mọc nha anh em. Dương Châu. Rồi ok. Rừng anh ơi. Dạo lên dòng thử nó có cái gì trong này. Ok, giải gia nhân nha. Quốc giải gia nhân nha. Chào Thiên gì nhận đó. Đấy chúc. Thường cứ bình tĩnh anh em. Thường nhà butter chưa? Butter có đã. 1, 2, 3. Cánh thiên sơn các kiểu đã anh em. Cái nút butter mình chưa rồi. Đậu xanh. Thiên kết thúc anh em ạ, đợi Thiên kết thúc là xong. Rồi, lâm đồ. Đó. Đồ nha, lâm đồ nha. Một cái đao, một nó. Ok, bỏ thì được gì nhà em ơi. Áo thần pháp. Vũ khí 130, đạo xanh. Nón. Áo. Ôi, một nón nữ 540. Ok, ok, tiếp tục đây. Ánh xếp 12 này em ơi, đã khai cho anh em xem. Đây, 3 này, 3 này, 3 này, 3 này, đó. Tiếng khai em ánh xếp 12. Đạo xanh, dạ dưới nhận. À, đây, 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 Trang Minh Trung, ok. Cho anh em về, cho anh Thủy Yên về nó nhận nhiệm vụ đó. Hello anh em nha. Hiện tại đang xem boss sát thủ nè em ơi. Rồi, đam thôi, chỉ việc đam thôi. Đường môn em động nữa, phụ đam khỏi nói rồi, khỏi bàn. Sao lên đam chậm vậy? Có này đứng rồi. Rồi lên đam này, quốc này. Để mọi thứ yên kết thúc rồi anh em ơi. Nam động ngừng đường môn ngừng nè, ok. Rồi, nam động đường môn ngừng nè, thứ yên kết thúc nha. Đánh đi chứ. Phụ cho nó mấy cái bùa nữa coi. Bùa này, bùa này, bùa này, bùa này. Rồi. Thứ gì sao nó đánh rồi, đúng người đi mà. Khải gì bán đồ này mày. Không dưỡng đồ là. Shop này, shop này. Cái vũ khí là 130 thôi, shop này. Rồi, nhạc. Ui, có một nhẫn nha. Có một nhẫn nha. Tôi hãy chỉ.
Bao tay. Ok, được gọn. Đây. Sớm một con một sớm một số một con boss anh em. Có một nhẫn này. Có khi nào nhẫn 540 chúng ta tiếp tục là con trình cứu nhận, trình cứu nhận. Ok. Cho con thấy yên gì nhận nhiệm vụ đã. Trình cứu nhận anh em. Rồi xuống đây. Múc đây. Về mua về bỏ đồ nha. Rồi đừng gì đây. Nó 520. Bao tay. Nhẫn. Ôi, nhẫn không thở lực chả cái gì. Đồ một cái nón thông pháp 16 nội lực. Dây chuyền. Rồi ok. Rồi ok, kết thúc đây. Thì sẽ kết thúc nha anh em. Đứng nhận đồ thôi. Chưa, mới được cái nón 540 nữ. Ôi tiếp tục nè, lâm nè. Rồi đây. Xuống tiếp tục con khác. Ba con này, khá là nhanh. Ok, tiếp tục trụ sự bá hộ thổ múc luôn. Lỡ đâu đây chuyện khá cao hộ thổ sao? Vô đam đây. Kiềm gấp cho anh Thí Yên đứng nè. Đây. Đúng rồi. Rồi đem đây. Giờ bỏ đồ thôi đem ơi. Gì đây. Ngọc bội ngon này. Kháng lôi 15. Dây chuyền không có gì. Vũ khí không có gì. Đại lưng kháng lôi 20. Ui áo kháng lôi 23. Đồ kháng khá là cao anh em. Đồ kháng rất là ok. Đồ kháng rất là đẹp. Phải 6 nha. Đường môn phụ đam vô giật đam gơ nè. Mười mấy kìa. Thiên khả năng đánh. Ok. Mọi cửa hàng mà nếu mà anh em sao dùng kiếm biến thì Ctrl X. Ctrl cộng X. Còn nếu anh em dùng Vlam 1.9. Một vũ khí nè. Hai cái vũ khí. Nếu anh em dùng 1.9 thì Ctrl G. Có cho cảm nút G. Đó. Ok. Vậy bỏ thử được gì nè. Rồi còn được gì đây. Bốn con được rẹn em ơi. Giờ qua khỏi làng này. Vũ khí. Khăn bình. Giày. Không có gì. Trời áo này thiếu phục hồi nè. Ok. Bây giờ qua khỏi làng này. Bố vãi nồi. Thổ không ta. Dạ. Dạ các kinh hồng thổ. Ba thổ rồi, vãi rồi. Cái đồng này toàn thổ thôi. Này build xét thiên nhẫn tống kim được tầm nhiêu khải? Nếu build xét thiên nhẫn gọi là hiệu ứng vừa vừa thôi thì nó cũng tầm Ok, cố thủ đành nha. Anh cố thủ đành nha em ơi. Vì cho anh Thí Yên nhận cố thủ đành nha. Bắn kia thổ không à, đủ chắc quốc thổ luôn quá anh em. Kiểu này thì sẽ anh đa. Cho. Các cái S này. Này khó rồi nè. Đúng rồi, né chỗ khác dùng cái kéo bó xuống đây. Mấy con mày ông xuống dưới nữa. Qua đây. Rồi, múc. Yeah.
Rồi, một đây. Trời ơi, gì? Anh đi em. Thiên sẽ kết thúc nha anh em. Ôi, bốt đừng chết, đừng ghét mấy cha. Cha né chỗ khác đi. Có thủ đang gần chết rồi. Ok, làm độ. Một gia chiền nè. Một đai lưng. Ôi, chết rồi, quên butter, không sao, không sao. Khải sẽ đưa bọn Thiên xem. Quên butter anh em ơi, đoạn này không sao. Tại vì Thiên nó không kết thúc mà. Kết thúc nó mới rớt đồ được. Một đai lưng, khăn lôi. Rồi, không có gì cả. Nè, vậy, đồ cùi thôi. Hay bói chụp qua cho anh em xem nè. Đây, này quân bơ tơ á. Đây lưng kháng lôi phục hồi sinh lực đó. Rồi hết rồi. Ba món con Sida rồi. Còn ba con nữa. Mấy con thổ kia sao ta? Phá hả anh em? Phá nó hả? Khải cũng định muốn ăn thổ anh em. Ăn thổ không? Hello Quyền Ngọc Nguyễn Ngọc nha. Sao ông ơi? Hôm qua khả tết rồi. Vãi lồn, anh đó cái gì cũng biết mà ta. Hello Tài Nguyễn nha. Ôi lại còn hợp thổ nữa anh em. Trời ơi chán vậy. Trời ơi không có đường môn. Đam 2 bàn ca thôi anh em ơi. Phải có đường môn thì con dạy nhân này nó lên đam được. Khổ nha. Giờ đang kế boss thì sao anh em? Giờ đang kế boss. Chưa chết, chưa chết. Rồi bên này không có đường môn. Con em đọc Khải, em đọc bùa anh em. Em đọc bùa. Nó chỉ trưởng sơ sơ thôi, lượng đam không có bao nhiêu. Đường môn nó đẩy vô thì được. Đường môn nó phục. Ôi đây rồi, nhẫn này. Ôi. Một cái nhẫn, một cái nón, vãi nồi. Ok ok ok, chạy lên đây nhận con khác. Xong đi. Tại vì còn khoảng 3 con, 2 3 con nữa thôi. Quất. Quất trăm anh chung cho xong đi. Có đường môn thì nhanh thôi anh em, có đường môn đánh nhanh vãi nồi luôn. Đó không, có đường môn Khải vô đánh trực rẹt luôn. Đánh gần chết ngừng rồi, ngừng cho Thiên kết thúc. Ok. Rồi, đợi Thiên kết thúc. Ôi. Đậu xanh. Đậu xanh chúng con nem độc nó kết thúc rồi, nhỏ. Nó phải vô rồi nem độc ăn mất anh em, nhỏ vài tắc rồi mà nem độc vẫn ăn. Nhớ là thổ đi. Đồ 100 bên chung thì đợi qua ngày mới rồi nè. Từ từ nữa nha, để Khải về hủy nhiệm vụ đi. Tốn sớm 10 xu cũng được cho anh thổ luôn đi. Rồi ok. Trình cứu nhận, trình cứu nhận. Hốt đi, hốt nó. Lấm kéo. Gia truyền nha. Hợp thổ mà có gia truyền là mơ ấy. Ok. Qua con bên này nữa. Hợp thổ có một gia truyền nha em ơi. Mong rằng gia truyền khác cả 20 hợp thổ. No 1 server nào. Một gia truyền hợp thổ. Có gia truyền là mơ này. Có gia truyền là mơ này. À, anh em không thích xem này thì một ạc thôi. Đó. Tại vì vừa đánh cái kia mà vừa ké lên bài boss nữa nên là phải bật màn hình cho anh em xem. Đó cái cách thao tác đánh boss của Khải luôn. À, di chuyển con này. Ok, chu sư bá hồng mộc. Được. Nhận ngay. Kéo lên góc đỡ bị đầu.
Rồi. Xong con này bói luôn nha em ơi, anh hai con lần luôn nha. Rồi, lần thứ yên anh nè. Ngọc một nhẫn này, ui ngon, tính ra ngon, đánh mấy bốn này toàn nhẫn trang sức các kiểu ngon nha. Một nhẫn một, ok tiếp tục. Rồi xong động này xong rồi, động này xong giờ bắt đầu là qua tiếng cúc, tiếng cúc có một con đầu tiên ngay chỗ kia. Khó lan chứ, khó lan nữa là xong. Rồi khó lan, khó lan, khó lan. Hello Lời Trí nha, hello anh em. Vũ khí một cấp cho truyền 20 thì cái nào ngon hơn anh? Cái vũ khí một cấp ngon hơn chứ. Nếu mà ra vũ khí một cấp ngon hơn, nhưng mà server này không ra vũ khí một cấp đâu em. Mà không có ở server này đâu, đúng rồi. Ok, bỏ đồ nha. Được gì đây? Hai con một lúc nè em ơi, Khải hai con một lúc ấy. Nhẫn ơi. Ui, nhẫn mấy mấy, quên nhẫn khăn lôi 11. Nói chung là set đồ xem mắt boss này đồ đẹp gơ năm. Thằng lâu 11. Đại lưng nãy coi rồi, vũ khí. Thằng banh bỏ. Nón thằng banh bỏ. Bao tay 640. Trời ơi. Nón 15. Đại 15. Đại 10. Trời ơi, dây chuyền không kháng tất cả năm ơi. Chuyền 4 dòng đẹp quá. Nội lực thằng banh chúng đọc các kiểu không có kháng tất cả. Rồi ok. Lưu đường đây. Mua cái thổi phù cho xe. Ok, cố thủ đăng. Nhận nhiệm vụ em ơi. Còn họ tiếp theo. Số 10 xu. Ôi hôm nay hạ số con rồi em. Đủ 8 con rồi, đủ 8 con rồi. Tí này sang tiếp em ơi, đủ 8 con rồi, Thúy Yên đủ 8 con rồi. Hỏi về ba lanh kéo bót thôi.